Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cũng cập nhật về cái tin visa làm nông cho những người 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Thì cái trang cái tin này cũng được cập nhật trên cái trang SBS tiếng Việt, được update vào 4 ngày trước. Thì mình cũng thông qua cái trang này cũng xin gửi đến cho tất cả các bạn về vấn đề visa làm nông với cơ hội thành thường trú nhân, những điều cần biết. Chính phủ liên bang vừa thông báo sẽ ban hành một loại visa làm nông mới từ ngày 21 tháng 9. Điều kiện và yêu cầu là gì? Vào tuần trước, chính phủ liên bang đã thông báo rằng bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 sẽ ban hành một loại visa làm nông mới nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động do COVID-19 gây ra trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. Đặc biệt, theo lời Bộ trưởng Nông nghiệp David Littlerup, chương trình này nhắm tới những người lao động Thái Bình Dương và Đông Nam Á, không bị giới hạn số lượng và sẽ bao gồm cơ hội thành thường trú nhân và tái định cư tại vùng nông thôn. Tuy loại visa này mới chỉ được thông báo và những yêu cầu cũng như điều kiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng thực sự đã thu hút rất nhiều quan tâm của di dân với hy vọng sẽ có cơ hội được tham gia vào thị trường lao động Úc. Yêu cầu và điều kiện của loại visa làm nông là gì? Hiện tại, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce David Littlerup, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Tổng trưởng Di trú mới chỉ đưa ra thông báo rằng visa nông nghiệp mới này sẽ dựa trên Seasonal Worker Program và Pacific Labor đã chạy thử ở các vùng tỉnh và thư dân ở New South Wales và Victoria như Sunrise, Robin, Murray, Riverina, Wimmera, Maule với một số điều kiện cho phép nông dân linh hoạt di chuyển nhân viên giữa các nông trại. Tuy nhiên, vẫn chưa có một bộ luật nào chính thức được đưa ra cho visa làm nông này. Với tình hình ngành nông nghiệp Úc đang thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc cho rằng số visa mới này có thể bổ sung nguồn lao động ít nhất 10.000 người mỗi năm. Theo nhận định của luật sư Annie Lâm, dựa trên chương trình Season Program hiện tại, các điều kiện căn bản có thể cũng tương tự như các loại visa bảo lãnh người lao động khác. Theo tôi suy đoán, điều kiện có thể là chủ trang trại phải xin chính phủ chấp thuận cho mướn nhân viên, phải chứng minh rằng không thể mướn được dân địa phương. Có nghĩa là các chủ nông trại họ sẽ bảo lãnh cho những cái đương đơn ở những nước ASEAN, mà họ phải chứng minh với chính phủ được rằng là họ không thể mướn được những người địa phương, là cho nên họ mới mướn những cái người nước ngoài ở những nước ASEAN. Thì họ phải chứng minh được điều đó cho chính phủ. Thì khi đã chứng minh được cái điều đó thì chính phủ sẽ cấp visa cho những người nào muốn đến các nông trại làm việc. Còn đương đơn xin visa có thể chỉ cần trên 21 tuổi, sức khỏe tốt, nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, chưa bị từ chối visa qua Úc. Là những cái người mà xin đi lao động tại Úc này á, thì chỉ cần trên 21 tuổi, sức khỏe tốt, thân nhân tốt, không có tiền án tiền sự, có nghĩa là cái lịch sử của mình không có bất cứ vi phạm một cái điều gì của pháp luật tại nước sở tại và cũng chưa bị từ chối visa qua Úc lần nào. Điều quan trọng là có được visa này thì chủ nông trại của Úc phải gửi thư mời hoặc hợp đồng làm việc. Do đó, thân nhân không thể bảo lãnh người thân dưới dạng visa này trừ khi họ có farm. Nghĩa là khi những người muốn làm nông tại Việt Nam hoặc là những cái nước ASEAN, khi họ muốn qua đây thì họ phải được những chủ nông trại tại Úc gửi thư mời. Và hay hoặc là cái hợp đồng để gửi cho những cái người mà những nước ASEAN muốn qua làm việc. Thứ nhất là thư mời, thứ hai là hợp đồng. Và những cái thân nhân
của những người này, nếu như những người này muốn qua mà có những cái thân nhân thì những người thân nhân này cũng không có được phép bảo lãnh những người này qua, mà chỉ là những cái chủ lao động tại những cái farm đó gửi thư mời hoặc là hợp đồng thì mới bảo lãnh được những người ở nước ASEAN qua mà thôi. Trường hợp khác, nếu như những người nào ở các nước ASEAN mà có thân nhân làm chủ farm tại Úc thì chủ farm đó có thể mời hoặc bảo lãnh thân nhân qua Việt Nam. Xin lỗi các bạn, là qua Úc. Những quốc gia nào sẽ được tham gia chương trình này? Các nước sau đây có thể tham gia và ký hiệp ước với Úc về visa mới, bao gồm Indonesia, Myanmar, Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Lào, Brunei, Cambodia. Với tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn tiến và chưa có gì chắc chắn về thời gian, Úc sẽ mở cửa biên giới, nhưng có thể Bộ Di trú sẽ phải tạo ra một tiền lệ riêng cho những lao động được cấp visa làm nông có thể vào Úc. Các loại công việc có thể được mướn nhân viên theo visa nông nghiệp: gieo hạt, trồng cây, thu hoạch vụ mùa, hái quả, bón phân, tưới nước, cho gia súc ăn, xây hàng rào, chăm sóc chăn nuôi gia cầm. Doanh nghiệp phải bảo đảm sẽ thuê nhân viên ít nhất trung bình 30 giờ một tuần và có thể trả theo hai cách: theo giờ hoặc theo sản lượng sản phẩm thu hoạch. Nghĩa là một nhân viên khi mà mướn các bạn thì phải thuê các bạn ít nhất 30 tiếng làm việc trong một tuần và có thể trả theo hai cách lương. Cách thứ nhất là tính theo giờ. Giả sử một ngày các bạn làm 8 tiếng thì trả cho bạn 8 tiếng. Và các bạn làm bao nhiêu ngày một tuần thì sẽ tính lên. Hoặc là cách trả thứ hai là thí dụ như các bạn làm theo sản phẩm. Giả sử các bạn đi hái rau, các bạn hái 1 kg thì người ta sẽ trả cho các bạn bao nhiêu tiền, thì đó là trả theo sản phẩm. Nhưng theo cách nào cũng phải trả theo luật lao động ở Úc, không được ngược đãi hay giật lương, hay trừ lương vô lý. Nếu vi phạm có thể bị phạt tiền, bị hủy quyền mướn nhân viên visa nông nghiệp. Nghĩa là những người chủ này họ sẽ trả các bạn theo luật và không được trừ lương vô lý nào hết. Có nghĩa là không được tính là các bạn phải là bảo lãnh các bạn qua rồi tiếng tốn tiền hay là bất cứ một cái lý do nào để mà trừ lương các bạn thì không được phép. Nếu những người chủ nào mà trừ lương các bạn mà vô lý thì chính phủ sẽ phạt cái chủ nông trại đó và cấp cắt luôn cái giấy phép, cái quyền để mà mướn nhân viên qua làm việc tại cái nông trại của những người chủ nông trại đó. Visa làm nông có thể đem lại cơ hội thường trú không? Trong thông báo chung của ba bộ trưởng thì có khả năng visa này sẽ dẫn tới thường trú. Tuy nhiên, theo lời luật sư Annie Lâm, có thể visa này sẽ có điều kiện bắt buộc làm vùng tỉnh từ 3 đến 5 năm và chỉ được làm một số công việc nhất định, ví dụ trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, thu hoạch. Nếu đương đơn chuyển qua vùng trung tâm thành phố sinh sống hay làm những công việc không phải làm farm thì visa có thể bị hủy. Nghĩa là các bạn khi đã được visa đi qua bên đây làm rồi thì các bạn phải ở cái tỉnh, cái farm đó, cái vùng đó từ 3 cho đến 5 năm để mà làm việc trong cái nông trại đó. Đó là điều kiện bắt buộc. Nhưng trong cái khoảng thời gian các bạn chưa đủ từ 3 cho đến 5 năm mà các bạn đi về thành phố sinh sống hoặc là chuyển công việc làm một công việc khác không phải là làm farm như ban đầu ký hợp đồng thì các bạn sẽ bị hủy visa ngay lập tức. Có thể chính phủ sẽ tạo ra một loại subclass visa thường trú mới hay sử dụng visa 191 hiện tại đã ban hành cho các đương đơn vùng tỉnh. Có nghĩa là đương đơn phải chứng minh đã sinh sống và làm việc ở vùng tỉnh trong ngành nghề chỉ định, tiếng Anh có lẽ là 6 chấm IELTS mỗi kỹ năng, và mức thu nhập có thể vẫn phải đạt mức tối thiểu mới đủ điều kiện xin visa này, nhưng sẽ thấp hơn 53.900 đô của visa tay nghề hiện tại. Lưu ý,
Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Loại visa này vẫn chưa được ban hành luật. Quý vị nên hỏi ý kiến những chuyên viên di trú có đăng ký để được tư vấn, đặc biệt nên cẩn thận những chiêu lừa đảo, không nên qua những công ty môi giới lao động không rõ ràng. Thì đây là một cái tin tức rất là hữu ích dành cho những người nào, bạn nào muốn có một cái cơ hội để đi qua Úc làm việc theo dạng visa tay nghề. Xin lỗi các bạn, visa làm năm. Thì trên cái câu này thì họ cũng nói rằng tiếng Anh có lẽ là 6.0 IELTS mỗi kỹ năng, bao gồm nghe, nói, đọc, viết. Nhưng ở đây cũng chỉ là có lẽ thôi nha. Mình cũng chưa chắc nó là điều kiện bắt buộc để xét tuyển hay không. Nhưng hiện tại bây giờ thì chính phủ Úc đã có cũng sẽ có một cái visa làm nông mới từ ngày 21 tháng 9. Với là điều kiện trước mắt á, là các bạn là trên 21 tuổi, có sức khỏe tốt, thân nhân tốt, không có tiền án tiền sự và chưa bị từ chối visa qua Úc. Thì đây cũng là một cái cơ hội dành cho những người nào muốn đi qua Úc làm năm. Nhưng mà các bạn nên nhớ là các bạn phải làm việc từ 3 cho đến 5 năm. Thì đây cũng là một tin tức rất là hữu ích. Mình cũng xin gửi đến cho tất cả các bạn về cái visa làm nông với cái cơ hội thành trường thường trú nhân. Cũng có nghĩa là các bạn sẽ được xét duyệt vào người thường trú tại Úc và tương lai cũng có thể là công dân Úc. Thì mình cũng xin chia sẻ về cái tin tức này thông qua cái trang SBS Tiếng Việt để gửi đến cho tất cả các bạn. Và mình cũng sẽ cập nhật tin tức này vào ngày 21 tháng 9 khi mà có quyết định của chính phủ về cái visa làm nông này nó sẽ như thế nào và những cái điều kiện cụ thể ra sao. Cũng như là những chủ nông trại họ sẽ cập nhật những cái tin tức hay những cái hợp đồng nó như thế nào, mình sẽ cập nhật chi tiết đến để gửi đến cho tất cả các bạn. Mình cũng xin kết thúc cái clip này tại đây và chúc các bạn luôn được sự bình an và hạnh phúc. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn nha.